Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày 17 tháng 3 vừa qua thì một thương hiệu lớn đến từ Trung Quốc với những tác phẩm đình đám gần đây như là Joyti Z8 hay Bicy Q7 đã tổ chức buổi lái thử theo tôi đánh giá là cực kỳ thành công tại quán cà phê Aquaria đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Như các bạn có thể thấy là buổi lái thử này sẽ trưng bày hai mẫu xe mới, cùng với đó là lái thử ba sản phẩm mà hãng này gọi là kiệt tác công nghệ Joyti Z8 và kỷ nguyên thông minh Bicy Q7, cùng với đó là sự xuất hiện của siêu phẩm DG40, một mẫu xe đình đám đến từ tập đoàn Bicy Group. Buổi lái thử đã thu hút rất là đông đảo sự quan tâm của anh em, đặc biệt là những thanh niên trẻ có xu hướng thích sự đổi mới và sự sáng tạo. Về cơ bản, những mẫu xe này các bạn có thể quan sát thấy rất là đẹp, mang những thiết kế hiện đại và đầy đủ những option trên những dòng xe sang có giá tới 1,5 hay 2 tỷ đồng. Đây là phần đuôi xe. Cái mẫu mà các bạn đang quan sát đó chính là Bicy Q7 với giá bán chỉ 658 triệu, nhưng bao gồm đầy đủ tất cả tính năng thông minh, đá cốp điện tam 360, cruise control, điều khiển hành trình, tất cả có đầy đủ hết. Còn mẫu xe đỏ bên cạnh này đó chính là siêu phẩm DG40, mang những nét tương đồng của dòng xe dã ngoại Hummer. Đó, các bạn thấy là khách hàng đông như thế nào. Lúc tôi đến thì cũng hơi muộn một chút, tôi lấy số thẻ là số 86, tuy nhiên thì lượt khách hàng lái thử chờ mới chỉ đến số 20, tức là tôi phải chờ hơn 60 người nữa. Đây có thể nói là một buổi lái thử thành công nhất mà tôi đã từng chứng kiến của một hãng xe tại Việt Nam. Toàn bộ bãi để xe kín mít, phía bên trong của Aquaria thì khách hàng ngồi chờ chật cứng, gần như không còn ghế trống nào cả. Bên ngoài liên tục khách hàng xem xe, thúc giục đến lượt lái thử này, mọi người rất là hào hứng trải nghiệm những cái mẫu xe mới như thế này. Các cái dòng xe này thì mặc dù mới xuất hiện tại Việt Nam, tuy nhiên thì cũng đã triển khai đến 3 showroom lớn ở các tỉnh thành như là Hà Nội có 2 cái này, Sài Gòn có 1 cái này, và Hà Nội có 1 cái. Đó, các bạn thấy khách hàng người ta quan tâm như thế nào. Đẹp tuyệt vời. Đây chính là mẫu Joyti Z8. Chúc mừng thêm 2 khách hàng đã đến lượt để chạy thử. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lăn bánh. Từ xa các bạn quan sát có cả Bentley cũng đến để lái thử. Một lát nữa thì tôi sẽ có dịp cầm lái những mẫu xe này. Hy vọng là khả năng vận hành cũng sẽ tương xứng với thiết kế ngoại thất. Tại vì thiết kế ngoại thất thì phải công nhận đẹp tuyệt vời. Đó, các bạn thấy khách hàng ngồi chờ lái thử đông như thế nào. Cái dòng xe này sẽ phân phối tại Việt Nam. Và quý vị các bạn hãy đón chờ những video clip mới nhất để có thể trải nghiệm mẫu xe này. Xin cảm ơn ạ.